Nếu quý anh chị muốn tìm một lô đất nằm ở mặt tiền đường lớn để kinh doanh, buôn bán, thì sản phẩm bất động sản ngày hôm nay có thể là một lựa chọn cho quý anh chị. Lô đất của chúng ta nằm ở vị trí rất là chắc địa, ngay ngã ba trục đường chính Hà Huy Giáp. Rất thích hợp cho quý anh chị mở tiệm nail, xì ba, văn phòng, công ty hoặc nhà hàng, khách sạn. Lô đất của chúng ta có chiều ngang là 4,1m và chiều sâu là 18,5m. Phía trước chúng ta có vỉa hè 3m và đặc biệt lô đất của chúng ta không bị cắn lộ dớ. Tổng diện tích là 75,7m, toàn bộ là đất thổ cư. Và được chủ gửi bán với giá 7 tỷ. Giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ và chủ nói cũng sẽ bớt một ít lọc cho quý anh chị thiện chí. Từ vị trí này chúng ta có thể thấy cầu Phú Long mới nối liền giữa Lái Thiêu Bình Dương và quận 12. Nếu quý anh chị quan tâm thì có thể điện thoại cho Phúc theo số điện thoại góc màn hình để tới xem trực tiếp vị trí lô đất, sau đó chúng ta sẽ gặp trực tiếp với chủ để thương lượng về giá. Và hiện tại thì vị trí lô đất chúng ta có hai lô liền kề với nhau. Nếu quý anh chị muốn diện tích rộng thì có thể mua hai lô và hai lô đều có sổ riêng sẵn. Và hiện tại thì bên Phúc còn rất là nhiều nhà và đất từ giá rẻ cho tới những lô đất lớn. Quý anh chị muốn mua nhà hoặc đất thì cứ điện thoại cho Phúc. Phúc sẽ tìm những lô đất đúng yêu cầu của quý anh chị để dẫn quý anh chị đi xem. Và giá cả chúng ta sẽ thương lượng trực tiếp với chủ nhà. Video review hai lô đất mặt tiền đường Hà Huy Giáp của em đến đây xin kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị những video sau. Chúc quý anh chị được nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống.